Cô bé 14 tuổi trở thành quán quân solo cùng Bolero 2016. Thể hiện xuất sắc ca khúc Thương Về Miền Đất Lạnh, Quỳnh Như đã vượt qua 3 đối thủ nặng ký để giành giải thưởng 200 triệu đồng ở cuộc thi solo cùng Bolero 2016. Chung kết xếp hạng solo cùng Bolero 2016 vừa được khép lại tối ngày 20 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với chiến thắng thuộc về Ngô Nguyễn Quỳnh Như. Cô bé 14 tuổi đến từ huyện Bến Cát, Bình Dương liên tục dẫn đầu điểm số từ những đêm thi trước. Đào Duy Khánh, anh công nhân giai cấp điện ở Đồng Nai về nhì nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Thể hiện bài hát Thương Về Miền Đất Lạnh, Quỳnh Như thuyết phục hoàn toàn bốn giám khảo nhờ chất giọng trong trẻo và đầy cảm xúc. Danh ca Vũ Khanh cho biết, anh sởn da gà khi nghe cô hát. Anh tự nhận mình là fan của Quỳnh Như, còn Phi Nhung cho rằng cô bé hát không còn chỗ nào để chê. Quỳnh Như tự tin hát chung với đàn chị dày dặn kinh nghiệm và lớn hơn tuổi Lê Trinh. Trong đêm chung kết, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh bị bắt cóc lên sân khấu để biểu diễn, cả hai ngẫu hứng thể hiện ca khúc Sầu Tím Thiệp Hồng. Phi Nhung ban đầu từ chối hát chung với đồng nghiệp vì đang giận anh, tuy nhiên khi lên sân khấu cả hai lại tình cảm và kết hợp ăn ý. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!